Chào các bạn nhé. Ngày hôm nay thứ bảy thì tôi với ông Bùi Thanh Hiếu ở đây cùng thảo luận với các bạn về tình hình Biển Đông cũng như là những cái rối ren chính trị ở trong nước trong thời gian vừa qua. Vâng, đầu tiên là anh Bùi Thanh Hiếu, blog Người Buôn Gió, anh có thể cho biết cái ý kiến của mình về việc mà tàu Hải Dương 8 và cũng cái đội tàu hộ tống nó liên tục trong thời gian vừa qua là xâm phạm chủ quyền Việt Nam, và cho đến ngày hôm nay thì theo những cái tường trình của ông giáo sư Matheson của Mỹ thì ông nói rằng vẫn ở trong cái bờ biển Việt Nam và vẫn tiếp tục thăm dò, thì anh ý kiến của anh về việc này như nào? Tôi cho rằng là cái quan điểm về phía của Trung Quốc thì trước sau họ muốn cái thôn tính cái biển, vùng biển của Việt Nam thì họ làm trong cái chiến dịch của họ từ lâu rồi. Nhưng mà họ thực hiện theo chiến dịch một cách là lấn dần một tí một. Nhưng mà do gần đây thì do cái biến động về cái quan hệ thương mại thì Hoa Kỳ với Trung Quốc, từ khi ông Trump ông ấy lên thì ông có thái độ gọi là không thân thiện được với Trung Quốc và đe dọa đến cái sự mà ảnh hưởng lớn mạnh của Trung Quốc. Trong cái tình thế đấy thì Trung Quốc họ cũng lường trước là cái sự việc là có thể là họ có những cái bất lợi ở trong với cái cuộc chiến, trong cái cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, thì họ có thể hỏi họ có những cái bất lợi và dẫn đến là họ suy yếu. Vì trước khi họ cho nên là họ tính rằng là trước khi họ suy yếu đi thì họ phải làm thế nào để họ lấy được cái phần Biển Đông một cách sớm nhất, vì họ sợ rằng mai kia họ suy yếu rồi thì Việt Nam có thể là trở cờ chạy theo Hoa Kỳ thì họ không còn lực họ lấy được cái phần mà trên Biển Đông họ muốn, thì nên lúc này là họ gia tăng để trước khi mà cái tình hình mà nội lực của họ xấu đi thì họ không lấy được cái phần mà cái lấy bom họ đã vạch ra rồi. Một phần nữa là do cái tình hình mà nhân sự của Đảng của Việt Nam nó sắp sửa đến đại hội thứ 13 mà nó có những cái thay đổi, thì người Trung Quốc người ta cũng khó có thể lường trước được rằng là cái thế hệ sau này mà lên kế nhiệm họ có thể là thân thiện với Trung Quốc như cái lần trước không. Thì chúng ta thấy là ở trong những cái lớp mà lên sau này ấy, thì cái lớp các lớp bộ trưởng thứ trưởng bây giờ lên đi thì nói khách quan ra thì rất là có nhiều người người ta du học ở bên nước ngoài, người ta về người ta tầng lớp thứ trưởng bộ trưởng ấy, thì tuy rằng là chúng ta thì nói rằng là cộng sản thì nó vẫn hoàn cộng sản, nhưng mà người cộng sản thì họ vẫn có thể là họ phải cộng sản Trung Quốc thì họ phải lường trước rằng là liệu mà cái thế hệ cộng sản Việt Nam thứ hai lớp sau này lên có mang lại cho họ có mang là có theo đuổi được cái lớp trước mà họ cái lớp trước mà họ tức là cái họ cộng sản Trung Quốc ấy, họ cũng lo ngại rằng là cái thế hệ mà kế thừa đại hội 13 này lên họ còn cái tư tưởng mà lặng lề mà thân với Trung Quốc như cái thế hệ trước không, thì họ cũng lo sợ vì hai cái lo sợ đấy, lo sợ thứ nhất là chiến tranh thương mại với Việt Trung khiến họ suy yếu, lo sợ thứ hai là cái thế hệ mà lãnh đạo của Việt Nam khóa 13 lên có những cái thay đổi về quan điểm thì họ gia tăng họ lấn lướt ở trên Biển Đông để mang nhằm mục đích là thôn tính cho nó trọn vẹn như ý đồ của họ. Cũng theo anh đánh giá thế nào về việc khi mà các nước trên thế giới lên án rất mạnh mẽ phía Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, nhưng Việt Nam chỉ đưa ra một số công hàm phản đối và dường như là không rõ ràng trong cái việc là đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế, hoặc là có những phản ứng về việc bảo vệ chủ quyền, đó là việc Việt Nam cũng có những cái tàu chiến hoặc là những cái tàu ngầm mới mua, nhưng mà cũng không đưa những cái thiết bị đó ra để làm công tác bảo vệ đất nước trong lúc này, thì anh đánh giá thế nào về việc này? Tôi nghĩ rằng đấy là một cái việc mà Việt Nam là muốn an toàn nhưng mà lại được hết. Người ta thì muốn mà được hay không ấy, thì người ta phải mạo hiểm. Tất cả những cái gì đó thành công của cuộc đời này, hoặc là trong cái chính trường hoặc là trên thương trường, người ta đều phải mạo hiểm, người ta giành được cái thì người ta mới có thể là thắng lợi được hoặc là có thể là thất bại. Nhưng mà Việt Nam thì họ đắn đo, họ muốn làm sao một cách mà họ bỏ ra ít nhất rồi họ tỏ thái độ ít nhất mà họ vẫn được lợi, tức là họ không muốn mà căng thẳng với Trung Quốc rồi nói mạnh với Trung Quốc hoặc là đưa quân ra chiến đấu với Trung Quốc rồi chẳng may mà thua Trung Quốc chẳng hạn, rồi các nước phương Tây người ta chỉ nói thế thôi, người ta không giúp đỡ cái gì cả, thì cuối cùng là họ vừa có thể là dẫn đến mất chế độ của họ, vừa có thể là họ cũng không lấy không vừa mất cả Biển Đông.
đấy, chính vì cái sự mà đắn đo đấy, cái sự mà người ta nói là dưới một cái danh nghĩa là bây giờ là ổn định, nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ rằng đấy không phải là ổn định, mà đấy là cái sự mà họ, một cái sự mà họ không dám mạo hiểm. Họ muốn, họ muốn mình là coi như là không phải làm gì, rồi quốc tế người ta tự dưng là quốc tế người ta đến, người ta can thiệp, người ta lên tiếng hộ, rồi bắt đầu Trung Quốc người ta rút lui, thế là họ, là họ được cái là đấy, họ coi như là chúng ta là đấu tranh là không tốn xương máu, rồi không mất gì cả, rồi là chúng ta được cái, được lại chủ quyền biển đảo, không bị mất đi. Nhưng mà cái việc này thì cái cơ may đấy, tôi nghĩ rằng là cái cơ hội đấy là không là lớn. Ông bây giờ ông muốn làm ăn, rồi ông muốn đòi cái gì thì ông cũng phải đỏ, bỏ xương bỏ máu, rồi ông cũng phải bỏ hy sinh ra, rồi người khác người ta nhìn thấy ông. Bây giờ quốc tế người ta đã bênh vực ông rồi, là ông có một cái lý lẽ đúng rồi. Và bây giờ ông phản ứng mà ông có bị người ta đánh đi nữa, thì lúc đấy người ta, quốc tế người ta muốn bảo vệ thật hay không thì người ta mới vào cuộc, người ta bảo vệ cho ông, đúng không? Chứ bây giờ ông cứ ngồi im rồi nó đánh ông, rồi ông cũng ngồi im, nó cướp của ông cũng ngồi im, rồi ông cứ bảo là bây giờ phải quan hệ song phương, rồi nói chuyện với nhau, thì cuối cùng là lâu dần cái tuyên truyền đấy, rồi lâu dần là cuối cùng quốc tế người ta nghĩ rằng là những khi là ông lại là có vấn đề gì với người ta, với Trung Quốc, đâm ra là ông không dám nói. Hoặc là người ta cuối cùng có thể xấu hơn, người ta nghĩ rằng là hay là cái đất này là ông cả Trung Quốc, cái vùng biển này ông cả Trung Quốc tranh chấp với nhau, ông cũng không có một cái cơ sở nào là xác thực là của ông cả, đâm ra ông mới phải là lần trần về thái độ, đó phải không rõ ràng, rất khoắn như thế. Vâng, ngoài ra có một số người nói rằng là hiện nay Việt Nam chuẩn bị cho cái chuyến đi Mỹ của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 tới. Vậy anh có đánh giá thế nào về cái việc này, nó quan trọng thế nào, và liệu ông Nguyễn Phú Trọng có làm cái điều gì để có thể thay đổi Việt Nam trong tình hình này, mà trong cái lúc mà Trung Quốc đang o ép Việt Nam về mọi mặt như vậy không? Thì tôi cũng nói như lúc trước rồi, là cái thái độ mà của Việt Nam ấy thì nó cũng rất là mập mờ, tức là nó vẫn cứ bỏ ra, muốn bỏ ra là ít nhất tỏ thái độ ít nhất và làm sao mà được lợi nhiều nhất. Thì như cái chuyến này thì ông Trọng ông đi Hoa Kỳ thì ông cũng chỉ mang một cái tâm tư là làm sao mà để bây giờ là mình không mất lòng Trung Quốc, hoặc là Trung Quốc nó không thù ghét mình lắm, mà mình vẽ được Mỹ nó giúp đỡ nhiều, tức là thằng khác nó đứng ra nó cáng hộ cho mình, tức là cái tâm lý là đi như thế. Cho nên bảo là để mà trông mong mang lại được cái gì thì tôi nghĩ là ông khó trông mong lại gì. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi đánh giá cái chuyện mà gần đây là cái thái độ của Việt Nam đối với Trung Quốc là có nhiều cái điểm mà nó cũng mạnh mẽ và nó khá là tích cực, vì rằng nó không được như phản ánh đúng vực cái thực tế, là phải yêu cầu là phải mạnh hơn rất là nhiều. Nhưng mà ở chính phủ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, họ không đạt được đến sự mạnh mẽ thế. Nhưng mà so với trước kia thì họ là, phải khách quan mà nói thì họ cũng có những cái thái độ nó khá hơn so với trước. Vâng, với cái việc mà thông qua cái ngày hôm qua và hôm kia trong thời gian liên tục vừa rồi, thì Việt Nam có đưa ra thông tin cũng như báo chí quốc tế nói rằng là Việt Nam cũng chấm dứt không sử dụng, quyết định không sử dụng cái mạng viễn thông 5G của Huawei của Mỹ, của Trung Quốc. Và nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu, cũng lo ngại cái việc là cũng thể bị Trung Quốc nghe lén, hoặc là dùng hệ thống gián điệp có thể theo dõi qua hệ thống đó nếu mà sử dụng thiết bị của Huawei. Thì anh đánh giá thế nào về cái việc mà Việt Nam là nước gần như là mạnh mẽ từ bỏ cái hệ thống đó của Trung Quốc? Tôi thấy trước đây, tôi vừa thấy một bài báo, người ta cũng, các địa phương người ta cũng cảnh giác với các chính quyền địa phương là không lên dùng những cái phần mềm hay là cái chương trình gì của Zalo, tức là một cái chương trình mà cũng là của người công ty Trung Quốc, người ta đứng đằng sau. Thì cái việc mà như anh bảo là Trung Quốc, Việt Nam họ tẩy chay cái, họ đang có những cái thái độ là họ tẩy chay những cái tôi cũng không hiểu đấy, cái gì, cái công nghệ 5G là công nghệ 5G đúng không? Họ của tẩy Trung chay Quốc. Cái đấy thì họ cũng là một cái phản ứng về, thứ nhất là về cái việc mà Trung Quốc gia tăng cái thái độ ở Biển Đông, thì họ cũng, một cách trả lời của họ. Cách thứ hai là họ cũng đề phòng là Trung Quốc sẽ sử dụng những cái 5G đấy để mà kiểm soát được cái về cái gọi là cái truyền thông, về những gọi là tin học, hoặc là về những cái thông tin ở Việt Nam. Thì đấy là một cái biện pháp nó phòng ngừa.
Nhưng mà theo anh biết, thời gian vừa qua thì Trung Quốc cũng gây sức ép cả về biên giới phía Bắc, đó là việc họ kiểm tra, kiểm soát kỹ hơn những sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam vào Trung Quốc với những hàng rào kỹ thuật khác nhau. Vậy điều này gây tác hại rất lớn với kinh tế Việt Nam. Thì anh có nghĩ rằng cái việc đó nó có liên quan đến cái việc mà Trung Quốc hiện nay vẫn liên tục thúc ép Việt Nam và gần như là họ xâm chiếm cái vùng chủ quyền biển đảo Việt Nam không? Cái này thì nó không phải là mới bây giờ, mà một cái chiêu bài của Trung Quốc họ sử dụng suốt bao nhiêu năm qua đối với Việt Nam. Tức là nền kinh tế Việt Nam thì họ phụ thuộc vào nông nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc rất là nhiều. Trung Quốc họ có những cái định hướng là, ví dụ là hàng hôm nay là thanh long bán chạy, rồi vải bán chạy, rồi mai kia dưa hấu bán chạy, thì họ khiến cho người nông dân Trung Quốc là họ, nông dân Việt Nam là họ trồng trọt theo mùa để mà phục, để mà cung ứng cho cái nhu cầu đấy của Trung Quốc. Thì mỗi khi mà có một cái chuyện gì mà nó không bằng lòng với Việt Nam thì họ đóng luôn cái đường gọi là tiểu ngạch. Tức là có ở trên biên giới, thì anh lên biên giới Trung Quốc Việt Nam thì anh biết, tức là hàng hóa nông sản Việt Nam nó xuất khẩu qua những cái đường tiểu ngạch ấy. Tức là cái trạm những cái cửa khẩu nhỏ nó rất là nhiều. Nhưng mà khi mà có cái sự việc này thì họ đóng cái cửa khẩu nhỏ lại, họ không cấm chúng ta mà họ đóng cái cửa khẩu nhỏ lại, họ để dồn cho qua cái cửa khẩu lớn. Mà cái cửa khẩu lớn thì lên dân ra mới có những cái tình trạng là xe xếp hàng dài, rồi anh bảo nông sản mà xếp hàng dài đến chục cây số như thế thì để mà thông quan, để thủ tục thông quan thì nó cũng hỏng hết. Thì đấy là một cái cách mà người ta họ gọi là cái cách mà Trung Quốc nó chơi chúng ta. Nhưng mà cái này thì cũng, tôi nghĩ cái này thì nó cũng rất là khó. Thứ nhất là bây giờ là nếu mà chúng ta chính phủ mà tốt ấy, thì Việt Nam mà tốt thì họ những cái định hướng cho người dân họ sản xuất ra những cái nông sản gì có thể là cung ứng tiêu dùng trong nước đang cần hoặc là sang các nước khác. Nhưng mà hiện giờ thì chính phủ Việt Nam, tôi nghĩ rằng cái năng lực của họ ấy, thì họ chưa thể giải quyết được những cái vấn đề đến tận gốc cho người nông dân như thế. Trong khi đấy là họ còn đang phải là đi vay nợ rồi để mà trang trải đầu tư công, rồi họ còn đang, các quan chức của họ thì cũng đang mải mê để vun vén để tham nhũng, thì họ không thể nào mà họ có những cái chiến lược hoặc là họ nghĩ đến cái người nông dân lâu dài cho người nông dân được. Vâng, rất cảm ơn anh đã chia sẻ trong cái phần thứ nhất của buổi chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi Thời báo.d ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 31 tháng 8 2019. Và các bạn hãy để lại những bình luận, những chia sẻ sau video này, và xin hẹn gặp lại các bạn vào trong cái chương trình thứ hai của chúng tôi ngay tiếp sau đây. Sau 10 phút nữa thì chúng tôi sẽ vào chương trình 2 và các bạn cũng cùng thảo luận với chúng tôi, và hẹn gặp lại các bạn.